Nắm bắt sự sức giàu, tác giả Dad Hillman, chương 6. Nghệ thuật giảng luận và sự sức giàu. Bạn có thể học phương pháp giảng dạy bằng cách nghe băng. Tôi không được học trường kinh thánh, cũng không có đặc ơn được học môn giảng. Nhưng với cùng một kỹ năng, ta có nhiều phương pháp học. Hồi còn thực tập nghề dược, tôi có học một câu nói phổ biến trong khoa phẫu thuật. Câu đó là: xem một, giúp một, làm một. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu bạn muốn học phương pháp phẫu thuật, bạn phải quan sát một ca mổ, phụ tá trong một ca mổ, rồi sau đó chính bạn mổ. Ai cũng có thể học phương pháp giảng luận bằng cách học nghe. Điều thiết thực nhất bạn có thể làm là thường xuyên nghe lời giảng của người hầu việc Chúa. Tiên tri Daniel học hỏi từ lời dạy của tiên tri Jeremy. Tiên tri Jeremy hầu việc Chúa từ những năm 685 đến 616 trước công nguyên. Tiên tri Daniel kế tục từ năm 616 đến 500 đến năm 536 trước công nguyên. Daniel nói rõ rằng ông có được tri thức là nhờ nghiên cứu sách của nhà tiên tri Jeremy. Sao bạn lại ngại học hỏi vậy? Người vĩ đại như Daniel còn được ban phước qua một tiên tri là Jeremy cơ mà. Đường đầu năm của triều người ta Daniel, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Jeremy để cho trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Daniel chương 9 câu 2. Xét cho cùng, chúng ta đều phải học hỏi từ người khác. Chỉ có người bất an mới không dám thừa nhận rằng mình đã học hỏi từ người khác. Hãy có tinh thần cầu thị để nhận lãnh sự thông hiểu lời Chúa. Hãy cởi mở tâm linh để học cách giảng luận. Hãy mở lòng để nhận sự sức giàu. Mức độ tiếp thu. Tôi muốn bạn chú ý các mức độ tiếp thu mà tôi sẽ liệt kê dưới đây. Hãy tự vấn xem thử mình đang ở mức độ nào. Mức độ A: lời Chúa không có tác động, bạn không hiểu sứ điệp, có thể bạn không thích sứ điệp ấy. Mức độ B: lời Chúa có tác động trên bạn, bạn thấy vui mừng và bạn nghĩ đó là sứ điệp hay. Tuy nhiên bạn chỉ nhận được chừng 11% trên tổng thể bài giảng. Hiện tượng này thường xảy ra khi chỉ nghe băng một lần. Mức độ C: bạn tiếp thu lời Chúa ở mức độ nhiều hơn, nhưng bạn không thể lặp lại sứ điệp. Mức độ D: bạn tiếp thu lời Chúa rất nhiều nên bạn có thể lặp lại sứ điệp. Mức độ E: bạn bắt đầu học cách giảng dạy được sức giàu giống như vậy. Mức độ F: bạn vừa tiếp thu lời Chúa vừa đón nhận sự sức giàu và linh của sứ điệp. Mức độ G: ở mức độ này hiện tượng chuyển giao ân tứ chức vụ bắt đầu diễn ra. Sự sức giàu của diễn giả chuyển tải cho bạn, cũng như trường hợp dân Báp Tít và Eli. Nhiều nét tương đồng sẽ xuất hiện giữa chức vụ của bạn và chức vụ của diễn giả. Lý do là vì bạn nhận được sự sức giàu khai phóng từ người đó. Lưu ý những dấu hiệu. Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng đường trên tiến trình nắm bắt sự sức giàu. 1. Bạn có thể đi theo dòng chảy của sứ điệp, dù sứ điệp có đôi khi hơi lộn xộn và gây bối rối. 2. Bạn nhận được nhiều thêm hơn bài học phụ bên cạnh sứ điệp chính. Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn đang nắm bắt được sự sức giàu có trên người hầu việc Chúa đó. Bạn bắt đầu hiểu tâm trí và tấm lòng của người mà bạn lắng nghe. Hầu hết những bài học phụ bạn nhận được có thể không liên quan đến chủ đề đang được giảng dạy. Bạn bắt đầu học được thêm rất nhiều lẽ thật, có thể một tính cách đạo đức, cách ăn nói, cách phân tích kinh thánh, cũng như cách vượt qua nan đề. 3. Bạn bắt đầu sử dụng một cách vô thức những cụm từ và điểm chính yếu trong sứ điệp. Bạn bắt đầu bước đi và suy nghĩ giống như người mà bạn đang lắng nghe, dù chính bạn cũng không hay biết. 4. Bạn có thể giảng lại cùng một sứ điệp và đạt được cùng một kết quả như vậy. Ví dụ như chủ đề hội thánh tăng trưởng, các phép lạ, người ta nhận định rằng họ được ban phước khi nghe bạn giảng. Người ta mua băng bài giảng của bạn. Người ta muốn nghe thêm phần 2, phần 3 của sứ điệp. Điều này khác với sự bắt chước sáo rỗng. Trong trường hợp bắt chước sáo rỗng, bạn trở thành bản sao của người giảng,
nhưng bạn không có kết quả giống như họ. Tránh những sai lầm sau. Ý của tôi không phải là bạn đừng bỏ thời giờ ra tự học kinh thánh. Ý của tôi không phải là hãy sao lãng thời giờ học kinh thánh riêng tư. Đó sẽ là sai lầm trầm trọng. Tôi là người rất thích nghe băng bài giảng, nhưng tôi cũng nghiên cứu lời Chúa mỗi ngày. Tôi có thời gian tĩnh nguyện cá nhân mỗi ngày. Nhiều bài giảng của tôi là những gì tôi tích lũy được từ việc nghiên cứu kinh thánh hằng ngày. Tránh sai lầm này. Sao nhãn đọc kinh thánh và nghiên cứu kinh thánh riêng tư. Tránh sai lầm này. Nghĩ rằng tôi tới Chúa sẽ sức dầu cho bạn. Thật ra Chúa Giêsu sức dầu cho bạn thông qua tôi tớ của Ngài. Tránh sai lầm này. Chỉ nghe băng khi sắp tới giờ giảng luận. Hãy nghe băng bài giảng bất kể thời gian nào. Dù bạn có sắp giảng hay không, tôi thường xuyên nghe bài giảng. Tránh sai lầm này. Không chịu nghiên cứu sâu thêm những đề tài hay, những cuộn băng hay mà bạn đang nghe. Tránh sai lầm này. Giảng những điều bạn chưa làm được. Đừng giảng luận về những điều bạn không hiểu hay tin cậy. Ê-sơ-ra chương 7 câu 10. Tránh sai lầm này. Bắt chước người khác như con vẹt. Khi không hiểu rõ lẽ thật huyền nhiệm của việc nắm bắt sự sức dầu qua phương pháp đắm chìm trong lời Chúa. Tránh sai lầm này. Bỏ qua ích lợi của video bài giảng. Video bài giảng giúp bạn nắm bắt những điều hay mà vốn dĩ bạn không thể nắm bắt được qua băng từ. Tư thế trang phục điệu bộ. Khi xem video, bạn sẽ học được cách phục vụ hội chúng trong thánh linh, cách hầu việc Chúa với dấu kỳ phép lạ. Đừng để ý kẻ bình luận ngu dại. Nghe băng bài giảng nhiều lần không có nghĩa là bạn đang cố ghi nhớ một cách máy móc. Người ta gọi hiện tượng này là nhai rồi nhổ. Tôi thường bật cười khi nghe lời nhận xét như vậy. Năm thứ hai trường y là giai đoạn khó khăn nhất đối với tôi. Trong 2 năm, chúng tôi phải học môn sinh lý học, giải phẫu học và hóa sinh học. Trong số 3 môn này, môn sinh học là khó nhất, vì muốn học môn này phải học thuộc lòng một cách chán ngắt. Tôi không dạy bạn làm bản sao của người ta. Tôi chỉ dạy bạn cách nắm bắt sự sức dầu. Tôi dạy bạn cách bước đi theo bước chân của người được sức dầu. Khi một cô gái học cách nấu ăn, cô ấy được chỉ dạy phải tuân thủ lịch trình nấu nướng đơn giản ở nhà. Khi làm việc này nhiều lần, cô gái sốt ruột sẽ nấu ăn ngon như mẹ nấu ngay. Qua thời gian, cô sẽ tự nâng cấp lên bằng chính phong cách nấu ăn riêng độc đáo và đa dạng. Bạn có gọi cô gái ấy là bản sao không? Bạn có dám nói rằng cô ấy chỉ là giỏi bắt chước một cách máy móc, thiếu tư duy không? Chắc chắn là không. Cô ấy là người học trò khiêm nhường. Thế nào là bản sao? Bạn thân mến, ma quỷ muốn bạn tránh xa sự sức dầu. Tôi nghe có lời bình phẩm ác ý về phương pháp nhận lãnh sự sức dầu đặc biệt này. Người ta nói tôi đang sản xuất ra nhiều bản sao. Thế nào là bản sao? Sao có nhiều người làm con chiên của Chúa rối trí bằng những cụm từ hay ho thế nhỉ? Thành thật mà nói, tôi thà nghe chó sủa lúc sáng sớm còn hơn nghe chuyện đồn thổi nhảm nhí của họ. Khi một sinh viên y khoa học tập để trở thành bác sĩ phẫu thuật, anh ta phải quan sát cẩn thận từng cử chỉ của giáo sư. Sau đó anh ta phụ việc giáo sư vài lần. Chẳng mấy chốc, anh sẽ có cơ hội thao tác một mình. Anh cẩn thận làm theo đúng quy trình mà anh đã quan sát từ giáo sư. Có thể anh ấy sẽ mắc một chút ít sai lầm, nhưng rồi chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ thực hiện ca mổ một cách rất hoàn hảo. Nếu bạn quan sát ca mổ do vị bác sĩ phẫu thuật mới toan này thực hiện, bạn sẽ thấy thực ra anh ấy thao tác y hệt giáo sư của anh. Qua thời gian từ kiến thức đã tích lũy được, anh có thể nâng cao, bổ sung, cải thiện kỹ năng mổ. Như vậy, có phải ông giáo sư đã sản sinh ra một bản sao? Chắc chắn là không. Ông ấy đã đào tạo được một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Khi Phaolô đào tạo Timôthê để học trò của mình bước vào chức vụ, ông đã viết thư cho Timôthê thế này: "Con hãy giảng lại những điều ta đã giảng cho con, dành thời giờ chia sẻ những điều đó với những người anh em đáng tin cậy. Vậy hỡi con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng
dạy dỗ người khác. Timôthê 2 chương 2 câu 1 câu 2. Phaolô bảo Timôthê rao giảng lại những lẽ thật mà ông đã giảng luận. Có phải Phaolô đang sản xuất một bản sao vô hồn không? Hãy coi chừng những con người luôn tìm cách diễn giải tiêu cực về những chuyện tốt lành, làm cho người ta tưởng điều tốt chỉ là chuyện dại dột. Khi bạn đắm chìm trong những cuốn băng bài giảng, điều tốt lành sẽ đến với bạn. Bạn học cách giảng luận và nắm bắt sự sức dầu. Tôi thấy có nhiều người nhận định rất nực cười về hành động nghe băng bài giảng. Có người nói không muốn nghe băng bài giảng vì không muốn mất cá tính riêng của mình. Sao bạn có thể mất đi cá tính riêng của mình vì tiếp xúc với sự sức dầu và ảnh hưởng tốt đến từ các tôi tớ tuyệt vời? Khi bạn hát dẫn của hội thánh, hát một bản thánh ca của tác giả Andrew Cross hay một tác giả khác, bạn có nói với tôi thế này: nếu hội chúng nghe thánh ca, họ sẽ bị mất cá tính riêng. Bạn có biết rằng ban hát dẫn đã phải luyện tập nhiều giờ đồng hồ để ra mắt Chúa một cách đúng đắn không? Khi họ đắm chìm trong thánh ca nhiều lần, khi họ cố gắng học hỏi từ những gì họ nghe, bạn có thể nói với họ rằng, nói với tôi rằng họ mất tất cá tính riêng không? Nhưng tôi đã nói, tôi thích nghe chó sủa buổi sáng còn hơn nghe những lời bình phẩm kiểu như thế. Hãy nhớ lời sứ đồ Phaolô dạy dỗ cơ đốc nhân ở thành Corinto. Ông dạy họ hãy bắt chước ông. Hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ. Corinto nhất chương 11 câu 1. Bạn noi gương người khác và đắm chìm trong những cuộn băng bài giảng của họ là điều tốt rồi, miễn là họ đang đi theo Đấng Christ một cách thân mật. Anh sẽ dầu mưa nắng đi ra trồng mong sớm, ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa nở bờ. Sẽ hồ vàng vui sương đón chào ngày gặt mới, đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sau chục, có hạt trổ sinh một trăm. Nào ta đi ra mầm tình yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi tình vui hạnh phúc giữa đời. Hãy ra mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy ra mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương, chia sẻ tiếp khác trong đời, cho đời về nhau niềm vui. Nào ta đi, ta mong tình yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn đời tìm vui hạnh phúc giữa đời. Hãy gieo mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương, người chia sẻ tiếp tha trong đời, cho đời về nhau niềm vui. Nào ta đi, ta yêu đi. Xin đời mới ngay chính mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn, ra từ thu oan đi qua. Ai chẳng mình vì sinh sẽ như hạt ngôn trăng, khi chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày phục vụ là chính niềm vui. Nào ta đi, ta đi. Ra
ta đi, ta cùng nhau đi, ta mong tình yêu, để cuộc sống mãi.